này thấy mấy cá nó giỡn kìa. Chị Ba xin chào cô chú anh chị. Thôi mình lại gốc cây kia đi. Trời ơi sao mà em không, em mong luôn, em chắc chắn nè. Em vừa muốn thả bên đây mà em vừa muốn thả bên đây nữa. Thôi vậy thả bên ruộng đi ha. Đằng kia người ta đang thả lưới. Thả lưới hả chú? Chú thả ta lưới đây đâu? Ở đây hả? Dính trưởng rồi, con tính thả nè. Để mình tìm điểm khác mình thả, chú thả lưới ra. Có không chú ơi? Mấy con à? Cả nhà, Kim Ba xin chào cô chú anh chị. Hôm nay Kim Ba sẽ đi thả lưới nha cả nhà ơi. Sợ động lưới của chú á. Bên đó cỏ không à? Bên đó. Kim Ba xin chào cô chú anh chị. Cả nhà mình ơi, hôm nay Kim Ba lại đi ra ruộng cả nhà thả lưới ha. Đầu video Kim Ba cũng xin kính chúc cho cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe, nhiều bình an, nhiều may mắn cả nhà. Mọi chỗ Kim Ba mưa từ hồi lúc từ 5 giờ sáng đến 2 giờ chiều, hiện tại là 2 giờ chiều cô chú anh chị. 2 giờ chiều luôn mới hết mưa đó. Em cũng định đi sớm lắm để nó mát á. Ai ngờ không cần đi sớm cũng mát nữa, quá trời mưa luôn. Hôm nay là Kim Ba khai trương tay lưới mới nha. Cái lưới này là lưới ba phân cô chú anh chị, lưới ba màng luôn ha. Cả nhà ơi, đồng hành của em thao gỗ thế này thôi nè. Cả nhà cùng chúc cho Kim Ba được may mắn nha. Hôm nay thả lưới mới này nè, khai trương tay lưới mới này. Thì hy vọng mình có một miếng cá nhỏ nhỏ về ăn cơm cả nhà. Để em coi nó ra làm sao nè. Còn tem luôn cả nhà. Còn còn green nè. Còn green nè. Đó, tay lưới của mình đây, khai trương tay lưới mới nè. Em định đi câu cả nhà ơi, nhưng mà em thấy ruộng này ngon quá à. Em thấy cuộn này ngon quá luôn, không biết mình thả ra như thế nào nha. Trời ơi, dây buộc dữ cho nội ơi. Sao gỡ? Gỡ mà đừng gỡ gì vậy? À đây đây đây, cái đầu ở đây. Ôi ơi, cá ục này. Trời ơi, kiến cho nội, kiến cái lửa. Đi đâu nha. Ôi, hổ kiến lửa luôn cho nội ơi, hèn chi. Thay mình gỡ cái đường này đi. Bây giờ em thả từ đây xuống đây ha. Mình ra thả lưới, mình canh nè, canh nước lên. Canh nước lên thả lưới mà người ta còn thả trước mình luôn. Đây, ra rồi. Đây, em thả, em đang khai trương tay lưới mới nha cả nhà. Cái đầu lưới tay lưới nè. Hy vọng được có gói nha, mới ra lưới nó mới ra là nó gói lắm cô chú anh chị. Cái đầu lưới để đây đi. Nhi Phan để em nịch cái quần lên cái đã. Tỉa dữ lắm luôn á cô chú anh chị ơi. Ông cầm một túi cá. Hôm nay thay tay lưới mới. Đây, thôi mình cùng nhau thả đi. Mình bắt từ đây nè, mình thả trong này hay mình ra ngoài kia đó. Thả đâu thả, tôi thả đây là lợi chỉ cho. Dạ dạ. Rồi. Ngon kìa. Có ngon không? Chỉ cho nè. Dạ đúng rồi. À, chú chạy trong này phải không? À, đó đi lại hả? À, xéo đằng kia hả? Ờ, con này thả đây lên đây. Không, không con hả? Ừ. Ai rồi con hả đây hả? Còn đằng kia là độc lớn tôi. Dạ, đúng rồi. Đó. Dạ, đúng rồi. Đó, cái nhà. Có một tay, mấy tay? Dạ, một tay, ba phân. Một tay được ba phân, chín đồng mẫu ăn hết. Chứ mấy phân? Được bốn phân rồi. À, chứ ăn gì cá lớn lớn không? Chú nói cả nhà, chú nói cá lớn ở lộn ba phân lưới này thả cá này ông nội ăn cho hết, ý là chú nói là cá nhiều á mà hên xui ha. Hôm nay mình thả lưới thử coi sao. Thả cái ốc luôn á. Đi, đi cả nhà. Nó không có chìm xuống nó nở phình nè.
Bài học chứ ta. Gần gần xong tay lưới này cô chú anh chị. Mà thấy cái lưới nó cười lắm, nó tay lưới nhỏ, lên lưới mới cả nhà nó không có chìm tay lưới xuống. Nó có nổi phình gì không biết cá dính không nữa, hồi hộp. Giờ mình ướp cái mé ba bò bao này cái là mình gần xong rồi. Đó nó cứ nổi phình vậy nè, nó không có chìm xuống. Tìm lưới xuống. Yên ốc nè. Ốc này cô chú anh chị. Bắt ốc bỏ vô đây. Em ướp cái bò bao này cho nó cá nó có chạy dục dục nó dính. Chìm phao, không có chìm lưới. Kim Ba xin chào cô chú anh chị. Đuổi gì đồ cả nhà em thấy cũng có cá nhưng mà thấy ít lắm. Chắc hiu quá. À thôi giờ kệ đi ha. Trong lúc thời gian chờ đợi cá nó vô lưới cả nhà, bây giờ Kim Ba sẽ đi vòng vòng cái bò ba quá. Bà đê Kim Ba sẽ đi thục với lại lượm mấy ốc về để ví dụ có ốc của mình về Kim Ba làm món mới đó cô chú anh chị nha. Vừa thục hang rồi vừa bắt mình mò mò coi đó là sao ha. Bắt ốc nữa. Tí xíu Kim Ba dở lưới Kim Ba quay cho cô chú anh chị xem. Giờ Kim Ba mời cả nhà mình đi bắt ốc với em nha, và với lại thục cá với em nha. Đi. Mệt quá thở không chết. Cả nhà ơi, chú này chú câu được, chú thả được con cá rô bự lắm cô chú anh chị. Kim Ba cho cả nhà xem này nha. Trời ơi, thấy mừng ghê luôn á. Mà không biết mình, trời ơi, cá nó bự lắm luôn, mà bự chán luôn cả nhà coi nè. Ui, trời ơi, cả nhà ăn cá nó bự coi nè. Trời đất ơi là trời, lưới mấy phân chú? Bốn. Bốn phân mà cá bự vậy hả? Nó cuốn lại chứ đâu có. Trời trời, con cá bự bằng bự hơn bằng tay của chú luôn kìa. Bự chán luôn. Trời trời. Để con coi thử dài dài để coi nó ra sao. Ô dính cá nhỏ nè. Cá này chưa dục hết sân hả? Trời ơi, cá bự thì ghê luôn. Ô nó không có giật lưới rồi. Nó giật lưới mới có. Trời trời, con cá bự chán luôn. Con cá này về làm món gì ăn ta, con cá bự quá luôn, không biết đường làm sao luôn. Trời ơi, con cá nó bự cả nhà. Chúng mánh ướt gì mà đường cá này, trời ướt gì mình thả được á chứ. Dạ. Trời trời, đi con cầm cho. Trời ơi, con cá bự chán, bự hơn bằng tay của chú nữa. Trời trời, con cá rô khủng luôn nè. Không nghĩ là cái vụ này cá bự dữ ha. Dạ. Ở ngoài xong vô nước lên là xong lùi đây lại vô hết à. Mà vụ này mới chục mới ấy nè, chưa có nhiều đâu. Xé lưới luôn đi chú. Đã ghê không? Ừ, đó, con cá bự cỡ này luôn. Ủa, nó quấn cá lưới kìa. Bự chảng luôn. Trời ơi, nó đã. Con này chắc hơn cả nửa ký à. Con cá này gọi là cá rô đầu chuông hả chú? Đầu vuông à. Thôi mình đi bắt ốc đi. Bắt ốc đợi cá nó dính còn đi bắt ốc.
Ok. Dính cá cả, dính cá sạch. Giờ đó để em đi qua cái bờ bên kia, cái em đi cục mấy cái hàng này. Trời ơi, trời ơi, sao nó sâu dữ ta, trên ruộng không sâu mà sao? Sao xuống đây, nó sâu dữ, vào quán thao vào. Rồi, xong. Đi lên đây lại đi. Đi thôi, thôi 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 sợ quá. Con mà bao chắc ăn hơn. Ai da lạnh. Chơi cho. Nhìn nó sâu dữ thằng không vậy? Ôi ôi cho nó lúng. Lúng ghê luôn. Trời có cái hang bự ghê luôn nè, có cái hang nè. Cá cá nhạn, cá rô cô chú anh chị, cá rô tươi xanh luôn này cô chú anh chị, cá nè, cá rô nha, một con. Ôi da, tay lướt của mình nè, của đầu lướt của mình sẽ nó ở đây vậy. Ai dính cá này cá nhỏ ơi. Ủa dính cá nè, trời cá bự lắm luôn, cá sặc bự luôn mà. Có cá nè cả nhà, hai ba con rồi nè. Gỡ luôn chị Học. Miếng gỡ, gỡ. Gỡ luôn đi. Nè, gỡ luôn đi. Dính lại. Dính cá. Ai dính nè. Cá bự bự, cá sặc mà bự bự không à. Dính cá. Kìa dính nữa kìa. Mình nhớ mình treo đây, em chạy lại em treo lại đây lại đi. Con buộc ghê đây đi. Buộc góc này. Buộc cái này em lượn chạy chơi. Rồi đi. À dính kìa, dính cá cá kìa. Đây nè. Rồi. Vậy để xuống luôn. Đi mình đi mò đi. Được mấy con này cả nhà. Nè. Con cá rô hai cá mấy gầm mà con cá gầm này nó bự nữa cả nhà, cái là bự nhất luôn rồi đó. Tại cái loài giống này nó nhiều cỡ đây là bự nhất rồi đó. Được hai con cho bá luôn nè. Cá gầm này em về em mà nó không sống. Bởi vì nó sống em làm gỏi cá nhảy. Em thấy người ta đăng, người ta hay ăn gỏi cá nhảy cả nhà. Ồ, gì mà đây không có ta. Ồ, gì không có ta. Ồ nha. Hôm nay khai trương ta lưới.
được hai con cá sặc bự chảng luôn cô chú anh chị. Mấy con cá gầm này á, về mấy chị nó sống sống nha, mình làm gỏi cá cá nhảy. Rồi để em sửa đầu lưới lại. Chuột à. Rồi, giờ bây giờ đi mình đi thục nha. Ủa lưới ổng văng ở đây rồi. Thục cái tay tới trong luôn đó cho. Lên tiếp luôn nè. Dính rồi, dính rồi. Cá rô cá nhà. Chụp con này là mình muốn cắn đầu luôn á. Con lấy cái thao. Ui chắc mình đi thăm lưới quá chị Hồng ơi. Kệ có như có đi nha, mình được hiện tại mình được nhiêu này cả nhà. Đây nè, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Con da. Cả nhà hiện tại em được nhiêu nè. Cũng im nè. Đó, được nhiêu nè. Thấy được một nồi kho tiêu rồi đó. Ha, nhiêu chứ được nồi kho tiêu rồi đó. Hồi nãy chú kia kêu Kim Ba là thả ra trăng chỗ cái mé mương bên kia cá mới lớn. Còn thả trên ruộng thì không có cá lớn, với lại thả trên ruộng phải thả lưới to, thả lưới nhỏ không có. Hồi nãy chị Ba tính dở cái lưới này qua bên thả lên cái miếng con cái bờ kinh mình cái đó đó, cũng mấy ruộng luôn cả nhà. Nhưng mà thôi lỡ rồi mình thả đây rồi, lần sau chị Ba sẽ thả được cá ruộng vậy không? Thấy không? Ừ, thấy. Cá ruộng nó bị chán vậy nè. Mày quá, dở đi vậy, đi qua lại hoài. Mày coi dở lưới chứ. Không dính là không thấy nó giật phao. Không thấy nó giật phao. Thôi con xong rồi. Con xong rồi. Xong rồi, con dở lưới rồi. Dạ dở rồi. Nãy giờ được nhiêu nè. Mấy con. Mấy cá sạch trên cá gầm với lại hai cá rô. Thục hang được hai con cá rô. Dạ. Được nhiêu nè chú. Cá mẹ. Thôi đi mình giờ dở lưới đi. Dở lưới đi. Ôi nó cá một luôn. Thôi đi xuống thôi. Để bị u quanh gì quá. Đi gụm cái bao này đi. Gụm cái bao này đi. Gụm cái bao này bỏ cá vô. Cái lưới mình để thân thao. Hay là được á. Giờ này tao thả vịt ra kìa. Bọn lên cái đĩa có đĩa không nha không? Dạ có. Hồi lúc trước á, hồi năm hồi lúc trước á, lúc mà nuôi nước lên thì con bị đĩa của đâu đu hoài à. Nhưng mà dạo này đổi rồi chứ Hoài Châu bán rồi. Chú không nói cái chừng đĩa. Mình bỏ vô thả bao đi nha. Nay ta lùa vịt vô cái chỗ này. Rồi tiếp tục em bỏ lưới vô. Trời ơi, cáo trắng của em xong đời rồi. Mình gỡ lưới đi xong cầm này cho em đi không được không chồng cầm được không cầm gì thao không gỗ thôi. Tay lưới mới mà thấy yêu quá cả nhà ơi. Rồi giờ tới giờ tao thả vịt cho ăn rồi cho đi ăn kìa. Rồi yêu quá cả nhà ơi. Không chắc được nói được như đây cho tôi. Như đây trong túi thôi rồi xỉu à. Rồi dính cá vào cái đây luôn cho nội nè.
Hiu rồi. Cái chỗ này nãy mình thăm rồi đó. Chị không nhớ không? Dạ thăm, dạ thăm lại cái đó. Thăm lại là có được con. Nó dính có chút xíu xíu nè cả nhà. Dính chút xíu. Dính chút xíu xíu à. Ngày mai cái này ngày mai em phải đầu tư tay lưới à, nãy kia đó được lấy bao nhiêu phân ta? 4 phân thôi. Em đầu luôn. Tên con này cô chú anh chị, em sẽ đầu tư cái lưới tay lưới 4 phân nữa. Mà lỗ rồi, em thả tay lưới này em lỗ rồi đó. Em mua tay lưới này 250 cả nhà, 100 mét á. Mà em thấy có nhiêu cá là lỗ rồi đó. Kệ đi, mình còn làm dài dài mà. Mình còn làm là dài. Cho nên kệ nó. Mấy ngốc nó trong non, ngốc nó không có. Không, ai biết ốc là buổi sáng nó có gì. Ốc buổi sáng nó sẽ lú đầu nó lên á. Nó lú là nó liếm xương, liếm nước á. Mát mát á, buổi sáng ốc hay ra lắm. Còn giờ này ốc nó chìm xuống hết à. Mà mình mò á. Rồi không có rồi cả nhà ơi. Bắt thu rồi, thôi kệ đi. Nè, có kho tiêu. Nè, bỏm chị Hồng ăn hết mà muốn chưa. Còn chút chiều về luộc mớ nữa. Ừ, tính luộc mớ nữa hả? Mấy ăn cà phê mỏm em hơi khô rồi. Em ướp xong rồi, con không có nắng, em không hơi được, em để tủ. Em để tủ. Bữa nào nắng nắng em cầm em. Thôi trời ơi, dính ốc nè. Mới nó ốc dính. Ốc giờ nó chìm, nó chìm xuống. Ốc nó chìm xuống đó, ốc đó. Không có lú mặt lên. Thôi kệ đi. Thôi chú anh chị ơi, cùng chúc Kim Ba may mắn nha cả nhà. Chú ơi. Dạ. Có hai ba con. Ồ, đi gác rồi. Đó. Ý là mình ít lội đó nha. Chắc đủ kho tiêu. Trời ơi, dính nguyên mảng gác luôn rồi nè. Tính đâu cá nặng dữ. Ai ngờ nó gác không một nồi. Tính nó nặng nặng, tính nó gác mừng, ô lộn cá mừng chết. Ai ngờ đâu gác. Dạ năm có cho con hay thường xuyên đi cũ á, ngày nào cũng đi đó. Không đi hướng này hơi đi hướng trên kia. Tại nay thấy nước lên nè, con mới chạy mua ta lưới. Chưa có lên nhiều. Dạ, nhưng là nước mới lên vậy là cá chưa có đâu. Lâu lâu tháng tầm tuần hai tuần sau á. Dạ. Ô dính cá nè, cá trắng. Sao dính mấy con cá này ghê ha, mấy con cá này xương không à. Mấy cá này nha. Cá này á, em làm cá, làm món cá nhảy nha. Bỏ vô mấy cá thứ gia vị rồi vô nhảy bập 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 bập, múc vô miệng nhai bập 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 bập. Trời. Cá mè nó xương ghê lắm. Dạ, xương dữ lắm. Giờ hôm nay thất thu rồi, giờ bắt luôn. Chứ mọi khi mấy con cá này ít có bắt lắm. Mọi khi có cá ăn là không bắt mấy con này. Mình nó có không Dũng? Mình mới đây mà có. Ồ dính nè, cá rô, dính cá rô nè. Cá rô ù rồi cả nhà. Mà cá rô nhỏ.
Nè, cá đủ ù luôn nè. Cả nhà thấy cá to ghê, ú ù luôn nè, bự xả bự bự bằng hai ngón tay vậy. Cá trên ruộng á là nó ú ù à, no nữa. Chưa 21 ha, ruộng lên nữa cả nhà, ta đọng nước lâu á, giữ nước cái ruộng nữa ha. Nước lên nữa, nước lũ về là cá rô uống nữa, nhiều lắm. Lưới 3 phân mà cũng im. Cũng được. Về gỡ lưới này dữ lắm, rác quá. Ôi, rác nó nặng nghịch luôn rồi. Họ dính cá rồi kìa. Nhìn thấy cá không? Hả? Thấy nè. À. Cá là cái dòng cái loại cá này không? Mà nó ú ghê luôn nè. Trứng không à? Mấy con cá này trứng không? Ú ù. Trời ơi, trứng rồi cả nhà, một bụng luôn. Đã, mấy con cá này chiên cũng ngon mà kho tiêu cũng ngon. Ồ, nắng lên nè. Rồi cả nhà ăn cá ú nè cô chú anh chị, trứng không bụng. Em bỏ vô nó gãy liền. Định đi câu cả nhà, ở ngoài kia dữ lắm luôn á. Ở ngoài kia các em thấy cái mương này cái ốc dữ lắm, ốc luôn. Em định đi câu á, nhưng mà em thấy nước ruộng ngon quá lên thả lưới ruộng. Ồ dính nè, có sẵn nè. Cá sặc. Ta câu rồi. Rồi câu này sao có. Dính con gì vậy? Ôi con cá sặc thế nè. Một nồi cỏ luôn. Đây cả nhà. Một nồi cỏ luôn mà con coi có con sặc một kiện cá dính nữa kìa. Trong cỏ nè. Ôi cá rô cả nhà ơi. Cá rô. Ui cha cá rô bự ghê. Ui một nồi luôn. Này cá nhà cá rô nè. Ui cá nè nó quấn nè. Cá sặc đây nè. Cá rô nằm đây. Nha. Gì thấy ham cho nội. Ồ cá rô nó quắn tí nữa à. Ồ nó non rồi cả nhà. Đã ha. Ồ nó quắn cái đầu. Tính ra cái ruộng này mới nha, cái ruộng này mà để lâu xíu nữa đó. Lâu nữa là cá đó. Là cá nó dính nó có nhiều cả nhà, kiểu nó sinh sản là được á. Đi ha, đi ra rồi. Ấy da. Ui. Cái trời ơi gác nè. Ôi rồi. Ôi em nếu còn giờ em hái thì mới rau nữa đó. Rồi không còn giờ thôi. Tiếp tục hành trình. Trời dính là cá nhà ơi, cá rô nữa nè. Cá rô nữa rồi. Uống không à cả nhà ơi. Cá rô nó không có to đâu nhưng mà uống dữ lắm nè. Em gửi cả nhà coi. Nè cả nhà ăn cá ú ù hả? Nhỏ nhỏ mà uống. Không có bự ha, nhưng mà tại lưới mình lưới nhỏ nè. Em phái cá rô chú hai kia luôn. Cá không bự, bự lắm, bự chán luôn. Em chưa bao giờ thấy cá bự gì luôn. Em chưa bao giờ dính cá bự ở đó luôn hả? Chưa bao giờ dính cá bự ở đó luôn á. Cá gì đâu luôn, trời sao cá không bự luôn á. Có nhiều khi á, nhiều khi có vài tháng nha. Có vài tháng á, vô bình luận á cả nhà. Nói là thả cá vô rồi móc cá vô. Trời ơi nè cá dính nè cả nhà thấy không, chỗ Kim Ba không cần đặt lợp, không cần mồi, câu cũng không cần phải để lâu nữa, để tí xíu là dính liền rồi hai con luôn. Trời ơi cá yếu xịu xịu vậy. Cái này cả nhà cá gì mà người lạ vậy, cái cá nhà cá này lạ lắm cô chú anh chị, xong cái đuôi đỏ chét à, mà cái đầu thì trắng nhất à. Đây đem cho cả nhà coi nha. Ê, đừng nhảy cho nội, đừng nhảy. Ô, để em gỡ cái này cực chứ.
cái đầu á thì nó dày hả, mà cái đuôi nó dài thật cả nhà. Cá này cá gì ta không biết luôn á, không biết con này con cá gì luôn. Hôm nãy em dính con này nè. Rồi dính cá lạ không biết luôn á. Cái đầu thì nó trắng, nhưng cá trắng mình mà sao, tại sao cái đuôi nó vàng vàng đỏ đỏ ta, không hiểu luôn. Hay là nó đập, hay là nó lai lai, nó giống như con cá này nó đạp cá kia rồi nó đẻ con cá này nọ vậy đó. Kiểu như con cá trắng đạp cá đỏ vậy đó, rồi dính đẻ ra khúc đỏ khúc trắng. Rồi hai con. Ủa là thêm nữa nè. Đó, cũng, dạ. Cũng là cá lạ nè cả nhà. Đó giờ mới rõ. Cũng nói nữa nè. Đó, ừ. Nó lạ quá. À. Không phải. Ủa sao kỳ ta, tại sao lại nó dính với con cá đỏ thì ngộ ta. Cả nhà nè. Kiểu như con cá hường á, đạp con cá trắng, phải không? Cái định nó lòi ngay cá con khúc đỏ khúc trắng. Chứ vậy. Chứ giờ làm sao giờ đây, rồi những cá khủng. Hồi nói giờ em chưa thấy con cá nằm khúc này khúc nọ vậy đó. Lại nè. Ôi ôi kìa, khúc đó nó dính kìa, em thấy lừ nè. Em thấy rồi, em thấy giật lưới. Tiếp tục nha. Cả nhà ơi. Kim Ba mời cả nhà mình thăm lưới em vừa dính cá nè. Rồi rác nhiều thì chứ. Dính cá nè cả nhà. Mình cá này cá sạch. Ôi ôi chú ông thả mấy tay lưới lần á, 4-5 tay lưới lần. Kìa cá cũng cá gô nổi phình kìa. Cá gô ngủm hay sao nè. Nổi phình nè. Đó. Cá gô nổi phình cả nhà. Đây. Để lâu bán ngọt nè cả nhà. Dính cá rô nè. Không phải là nổi phình mà nó quấn nhiều quá nó nổi nó quậy không nổi, cái nó nổi thì cái lứ. Nó cong mình luôn á cả nhà. À, sao mà câu nhiều vậy? À, cá rô cô chết chị. Chú, nãy giờ có im im nha. Coi dính gì nữa không? Gác này về gỡ đã luôn á. Đó. Em cầm cái tay này em dướng dướng em khó làm ghê chị không? Sao khúc mày hiu ta? Khúc mày hiu vậy? Không dính con nào chưa? Quá gác luôn. Ăn cá này vậy em coi tiêu. Ồ, nó dính quá, dính luôn rồi. Dính lưới. Em xé lưới rồi. Cá gô cỡ nào cỡ cũng bị hư lưới. Em gỡ đây, em ngó ra cái lưới đã không? Rồi em xé lưới luôn rồi cả nhà ơi. Chứ không xé không gỡ được con này. Trời ơi, con ngủm cụ nèo rồi. Khúc này mà không dính nè. Sao kỳ ta. Được có con cá rô nè. Xa xa được con cá rô. Quá trời. Quá xa rồi. Nè dính cá rô nữa nè. Ui khúc này dính cá rô cả nhà ơi. Khúc kia cá sặc. Khúc này cá rô. Mãi chị học thấy cá tủng. Hồi nãy em không quay được cả nhà. Em không quay khúc mà chị Hồng với té cả nhà xong rồi chụp nguyên ớt luôn nhá. Nằm chụp bẹp luôn vậy. Lúc đó chị Hồng chỉ đang quay cho em á. Cái tiền cái chứ. Té cái bẹp xuống nằm bốn nha. Bẹp xuống vậy. Trời ơi. Cá nó dính rồi nè. Rồi sợ thịt cá rô cả nhà. Rồi xong rồi. Em gỡ không được cá này rồi. Xé lưới luôn rồi. Chữ nặng luôn ta. Xùi. Trời nó quấn quá trời, quấn cái lưới luôn cả nhà ơi. Đi ra, rồi ra rồi. Một em.
Hồi dính nè. Trời ơi, dính một nồi luôn. Ôi ơi, cá nổi một nồi luôn. Vô rồi. Khúc này ấm nè. Dính cá này nữa rồi nè. Trời ơi, trứng nó lòi ra luôn nè. Trứng lòi ra luôn. Đây, cá sặc. Cá sặc to to không? Ồ, dính cái này, này cả nhà, dính cái này nè cả nhà. Trời ơi, ba bốn con luôn. Làm cái này nó có cái hố ngoài vào, nó có cái đường nước. Xuống cẩn thận. Ây da. Trời ơi, bành cái lưới này luôn rồi. Gắt lưới luôn. Cái sạch mà nó quấn mà nó đâm cỡ đó đó. Là do mình thả lưới dùng ở cả nhà. Thả lưới dùng là cá nó quấn vô là nó dính vậy à. Nó quấn vô là nó dính luôn, không thoát ra được. Ôi dính cá, ô dính cua nè. Trời ơi em sợ cua nữa. Em sợ nhất là cua cá rô á. Cua cá rô vô lưới là nó hư lưới cho. Cua sợ lắm, sợ con cua nó dính lưới lắm. Hôm nay chắc đủ thôi tiêu cả nhà ơi. Mai mình kiếm tiếp ha. Mình kiếm tiếp. Rồi nói người ta câu rồi. Ồ dính cá nè. Chừng thấy cá sặc nằm ở đây vậy luôn á. Lỗ rồi, lỗ 250 của em nè. Ta lưới 250.000. Em á, em đang suy nghĩ. Đây nè, cá đuôi vàng á nè. Nãy dùng được 3 con cá đuôi vàng cả nhà, 3 con rồi đó. Làm thêm gỗ đi. Đây. Cá đuôi vàng cô chú anh chị. Nè. Đó, thấy không? Đó, con cá đuôi vàng chị không bỏ được gỗ hết. Con cá đuôi vàng, kiểu như nãy em nói cả nhà, con trắng với con thờ với con vàng đặt cái nhau cái loại con này. Khúc trắng khúc vàng. Ôi dính cá nè. Ôi con này con bự nè. Con vàng mà con bự. Ôi dính luôn nè. Hôm nay mình trút mấy con này. Ôi trời, cuối cùng đụng con cá bự luôn nè. Cá sặc bự. Cuối cùng đụng con cá sặc bự luôn. Rồi em đã hết tay lưới rồi. Thôi lên bờ đi chị Hồng. Ôi da. Lên bờ. À, thành phẩm của em nè. Để em bỏ ra thử nha. Nãy giờ Hồng chỉ té sức dập trái cây hết trơn quá. Dập cái cây. Không được quay cảnh nữa. Bẹp chứ nó nằm muốn cẳng ngay vô thẳng lên trời. Hồi nãy mà em cái chỗ. Sợ quá vậy. Ôi của mình cũng im nè cả nhà, mình được nhiêu này cô chú anh chị, im nha, cuộc đời im.
cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, ngon chị không? Ừ. Ha, cũng bỏ không bỏ ạ. Cô chú anh chị ơi, này con cá vàng nè, cái mình nó vàng ha. Cả nhà mình ơi, hôm nay á Kim Ba cũng tạm thời cũng ổn nha, cũng ngon á, cá ruộng, cá sông là cá ngon nhất, cá tươi nhất luôn á. Thì hôm nay Kim Ba cũng thả lưới, khai trương tay lưới mới ha. Nhưng mà cũng có nhiều cá hay lắm nha, cái gì cũng mới chân á. Cá cũng mới thấy luôn, con cá lạ cũng mới thấy, tay lưới cũng mới luôn. À, Kim Ba xin tạm dừng video đây nha cô chú anh chị. Kim Ba xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem video của Kim Ba nghe. Hẹn giờ tiếp sau cả nhà thương tặng cho em một đăng ký, một like cô chú anh chị. Kim Ba cảm ơn cả nhà mình nhiều nha, được nhiều nè. Thôi về nấu cơm ăn đi, như em kho tiêu. Kho tiêu, cay cay mặn mặn, tiêu nhiều vô, tóp mỡ nhiều vô, hành vô. Ớt chưa? Cá muống. Ớt nữa. Ừ. Nước miếng. Bye bye cả nhà, hẹn giờ tiếp sau cô chú anh chị.